Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Liên đội Tiểu học Kim Liên tổ chức phát động chuỗi hoạt động chào mừng như giải thi đấu thể thao học sinh Tiểu học Kim Liên lần thứ 8, thi đua giữ gìn nề nếp, kỷ luật, học tập, giành nhiều hoa cô khen, đạt kết quả tốt. Trong đó, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thầy cô và mái trường đã được các bạn học sinh nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ trong 10 ngày phát động, hàng nghìn bức tranh đẹp đã được gửi về ban tổ chức. Ban giám khảo gồm các cô trong ban giám hiệu nhà trường, ban phụ trách thiếu nhi và các thầy cô giáo tổ mỹ thuật đã rất khó khăn lựa chọn ra những bức tranh đẹp nhất để trao giải. Kết quả, ban tổ chức trao 5 giải đặc biệt, 15 giải nhất, 25 giải nhì, 50 giải ba và 75 giải khuyến khích. Ở khối 1, giải đặc biệt được trao cho bức tranh của bạn Lê Anh Thư, lớp 1M. Giải nhất cho các bức tranh của các bạn Xuân Thành 1G, Mai Chi 1D và Phương Linh 1K. Giải nhì là các bức tranh của các bạn Gia Hân 1M, Minh Anh 1G, Ngọc Thành 1I, Ngọc Diệp 1C và Vương Gia Hân 1D. Giải ba trao cho 10 bức tranh của các bạn Yến Nhi 1G, Hà My 1D, Nhật Quang 1I, Trúc Linh 1D, Ngọc Linh 1N, Vũ Gia Hân 1D, Yến My 1G, Linh Đan 1A, Nhật Minh 1I và Khả Hân 1G. Ở khối 2, giải đặc biệt được trao cho bức tranh của bạn Tiến Dũng lớp 2I. Giải nhất dành cho các bức tranh của các bạn Kim Hana lớp 2N, Minh An lớp 2D và Thảo An lớp 2I. Các giải nhì dành cho bức tranh của các bạn Chính Trung 2Q, An Nhiên 2M, Bảo An 2Q, Anh Khoa 2E và Minh Tuấn 2E. 10 giải 3 trao cho 10 bức tranh của các bạn Hoài An 2P, Hương Trà 2C, Khả Anh 2I, Khánh Linh 2Q, Ly Lan 2D, Mạnh Cường 2K, Ngọc Anh 2M, Ngọc Châu 2M, Nhật Uyên 2D và Nhật Vi 2K. Giải đặc biệt của khối 3 được trao cho bức tranh của bạn Anh Ngân lớp 3M. Các giải nhất là tranh của các bạn Thu Trang 3K, Phương My 3H và Tú Anh 3I. 5 giải nhì trao cho 5 bức tranh của các bạn Mai Ly 3K, An Nhiên 3H, Anh Kiệt 3G, Ngân Khánh 3C, Đại Quang 3D. 10 giải 3 là 10 bức tranh của các bạn Linh Đan 3H, Châu Anh 3K, Mỹ Anh 3E, Quỳnh Anh 3D, Khánh Hoàng 3G, Nhật Lam 3M, Hạ Thảo 3G, Trúc Nhi 3C, Bảo Trân 3K và Khánh An 3K. Ở khối 4, giải đặc biệt là bức tranh của bạn Hà Duy lớp 4K. Giải nhất trao cho các bức tranh của các bạn Trúc Vi 4N, Huyền Kỳ 4Z và Thế Tân 4Y. 5 giải nhì dành cho 5 bức tranh của bạn Ngọc Nhi lớp 4M, Tú Uyên 4K, Khánh Chi 4E, Minh Tú 4Y và Bích Thủy 4C. 10 giải 3 được trao cho 10 bức tranh của các bạn Tài Hiếu 4Z, Khánh Ngân 4N, Hiền Trang 4Y, Minh Anh 4Z, Linh Chi 4B, Hà My 4K, Vân Anh 4B, Ngọc Lan 4A, Tùng Lâm 4E và Hoài An 4D. Giải đặc biệt của khối 5 được trao cho bức tranh của bạn Hà Thanh lớp 5Z. Các giải nhất trao cho bức tranh của các bạn Minh Phương 5H, Hà My 5Q và Lê Hiếu 5K. 5 giải nhì là 5 bức tranh của các bạn Gia Hân 5Q, Hương Giang 5Y, Tú Anh 5K, Tuấn Minh 5H và Nhật Quang 5Y. 10 giải 3 là 10 bức tranh của các bạn Ngọc Hân 5H, Gia Hưng 5K, Khánh Huyền 5K, Hương Thảo 5Y, Quỳnh Chi 5K, Phương Linh 5A, Bảo Hân 5E, Minh Long 5G, Linh An 5D và Ngọc Hà 5H. Cuộc thi là cơ hội để các em học sinh toàn trường gửi gắm tình cảm yêu thương, quý trọng, lòng biết ơn các thầy cô qua những tác phẩm sáng tạo nghệ thuật của mình. Kính chúc các thầy cô sức khỏe, công tác tốt,
Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi.